để thêm mới lịch hẹn hay còn gọi là thêm mới nhắc việc cho cơ hội, kích chọn cơ hội. Sau đó có hai cách, một là khi chọn xử lý thì anh chị sẽ tích vào xác lập lịch hẹn, nhập thông tin cần phải tạo lịch hẹn như là chủ đề lịch hẹn là gì, địa điểm hẹn khách ở đâu, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, anh chị sẽ sửa lại thông tin ở đây cho phù hợp, chọn nhắc trước bao lâu, chọn lặp lại bao nhiêu phút một lần, chọn loại lịch hẹn là gì, thời điểm lịch hẹn, thậm chí là có thể nhắc việc cho cả nhân viên khác tại đây, sau đó nhấn nút thực hiện. Cách thứ hai, anh chị có thể vào tab chi tiết lịch hẹn ở phía dưới này, click chuột phải, sau đó chọn thêm lịch hẹn, nhập chủ đề lịch hẹn, địa điểm là gì, nội dung lịch hẹn, chọn nhắc việc cho cả nhân viên khác ở đây, sau đó nhấn nút cập nhật để lưu lại. Để sửa lịch hẹn thì anh chị sẽ chọn lịch hẹn ở đây, click chuột phải, sau đó chọn sửa lịch hẹn, cập nhật lại thông tin cần sửa, sau đó nhấn nút cập nhật để lưu lại. Trong trường hợp muốn xóa thì anh chị sẽ click chọn lịch hẹn, sau đó nhấn nút xóa lịch hẹn, chọn tiếp. Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với website azshop.vn hoặc hotline 0934 457 589.